Thưa quý vị và các đồng chí, hơn 4 năm qua, chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, như giúp hội viên nông dân tiếp cận nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo, xây dựng gia đình văn hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất chăn nuôi. Kết quả thực hiện chỉ thị 05 đã thực sự tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh. Trong đó đáng ghi nhận là hơn 157.487 lượt hội viên nông dân được công nhận nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Trong đó 741 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp trung ương, 6.452 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh. Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14/10/1930, 14/10/2020, chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh hôm nay, mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi phóng sự Làm theo lời Bác, Hội Nông dân tỉnh tích cực chăm lo đời sống cho hội viên. Trước đây, bà Lê Thị Xuân ở xã Bầu Lâm, huyện Xuyên Mộc, chăn nuôi heo và trồng tiêu. Thế nhưng 3 năm nay, tiêu thì rớt giá, heo bị dịch bệnh chết hàng loạt. Khi Hội Nông dân xã Bầu Lâm, Hội Nông dân huyện Xuyên Mộc phát động phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi và tạo điều kiện cho vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân, gia đình bà Xuân mạnh dạn đầu tư xây hồ và mua ba ba về nuôi. Không những giúp vốn, Hội Nông dân xã còn tạo điều kiện để bà tham gia các lớp khuyến nông tập huấn về kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh cho ba ba và đi tham quan học tập, kinh nghiệm các mô hình nuôi hiệu quả. Vì ba ba là đối tượng nuôi có giá trị kinh tế cao, nên ngoài học hỏi kinh nghiệm từ sách báo và mạng Internet, bà Xuân luôn tuân thủ chế độ chăm sóc và phòng bệnh cho ba ba. Chính vì thế, sau khoảng một năm, ba ba của gia đình bà Xuân đủ tiêu chuẩn xuất bán, cho lợi nhuận kinh tế cao hơn nhiều so với trồng tiêu và chăn nuôi heo. Quỹ hỗ trợ của Hội Nông dân hỗ trợ cho được 50 triệu gia đình để làm vốn, bắt giống và làm thức ăn cho con ba ba. Từ ngày cái gia đình mình đưa mô hình ba ba vô thì thấy kinh tế hẳn cũng ổn định hơn và lợi nhuận hẳn cũng có được một phần giúp cho gia đình thu nhập nhiều hơn. Trước cái tình hình mà dịch bệnh trên cây tiêu là chết nhanh chết chậm và cái dịch tả heo châu Phi mà trên địa bàn tỉnh cũng như địa bàn huyện xã Bầu Lâm, thì về vai trò của Hội Nông dân xã thì cũng đã tổ chức triển khai cho các chi hội vận động bà con một số mà diện tích tiêu bị chết là chuyển cây trồng khác, là ví dụ là cây ăn quả, trong đó là bưởi với bơ. Còn về chăn nuôi thì một số hộ là người ta chưa tái đàn heo á thì chuyển qua mô hình là nuôi ba ba, cái này một mô hình mới của Bầu Lâm. Giảm đầu nhiệm kỳ là gần 20 hội viên nghèo, mà cuối nhiệm kỳ thì cũng còn có 2 hội viên thôi. Thi đua làm theo lời Bác, Hội Nông dân Bà Rịa Vũng Tàu đã phát động đến các cấp hội cơ sở phong trào nông dân thi đua phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo và làm giàu. 4 năm qua, có 6 trên 7 tổ chức hội được hỗ trợ từ nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân với số tiền hơn 83,6 tỷ đồng. Giải quyết cho hàng ngàn lượt hội viên vay theo 126 dự án thuộc các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, chế biến hải sản, sản xuất kinh doanh. Vận động 1.219 hộ nông dân khá giàu, giúp 1.514 hội viên nghèo khó khăn vay vốn, ngày công, cây con giống và vật nuôi nông nghiệp trị giá trên 9,7 tỷ đồng. Để giúp hội viên nông dân được tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, các cấp hội nông dân phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội thực hiện nhận ủy thác cho các hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn. Hiện các cấp hội đang quản lý 582 tổ tiết kiệm và vay vốn với 23.269 thành viên. Tính đến tháng 6 năm 2020, tổng dư nợ trên 870 tỷ đồng với 24.356 lượt hộ vay. Các nguồn vốn vay đều được hội viên sử dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả. Thì các cấp hội nông dân trong tỉnh thực hiện rất là nhiều các cái dự án để hỗ trợ cho bà con nông dân, dự án chăn nuôi bò dê, rồi nuôi heo, nuôi gà, rồi các cái cây trồng vật nuôi. Và những cái mô hình nuôi trồng thủy sản cũng đang được phát triển rất là mạnh trên địa bàn huyện Châu Đức. Trước đây thì xã Xuôi Rau chúng tôi rất là khó khăn, nhưng mà qua mấy năm nay thì đời sống tinh thần và cũng như vật chất của bà con nông dân thì đã có nhiều bước chuyển biến.
Thế và trước đây thì xã Suối Rau những khoảng 3 năm trước thì nó có khoảng 280 hộ nghèo. Tới nay thì trên địa bàn xã chỉ còn có 63 hộ nghèo thôi. Sinh ra trong gia đình ngư dân truyền thống, 30 năm trước, ông nhỏ từ miền Trung vào làng chài Phước Tỉnh mưu sinh. Trải qua những tháng ngày lênh đênh trên biển, làm công cho những tàu cá, vật lộn với sóng gió, ông nhỏ vừa lao động cật lực, vừa kiên trì, bứt phá để hôm nay ông đã có trong tay 6 tàu cá và tạo việc làm cho hơn 60 lao động. Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, học và làm theo Bác ở tinh thần tương thân tương ái, nên ông nhỏ luôn quan tâm giúp đỡ nhiều hộ nghèo phát triển kinh tế với số tiền hàng tỷ đồng. Tôi cũng tham gia nhiều cái công tác xã hội từ thiện, như giúp đỡ cho bà con trong cái lúc hoạn nạn, trong lúc đi lao động cũng thế. Tất cả ra biển ai hư hỏng tất cả máy móc hoặc là hư tốn kém cái gì, hoặc là trên biển gặp bất trắc sự cố, tôi đều tham gia giúp đỡ cho bà con. Còn về nhà, về bờ thì tham gia nhiều cái công tác xã hội để giúp đỡ cho nhiều người khó khăn. Chẳng hạn như vay một số vốn để bà con có điều kiện cải hoán hoặc là đầu tư rồi sửa chữa nâng cấp cái ngành nghề của bà con. Theo lời Bác dạy, nông dân ta giàu thì nước ta giàu, nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh. Người nông dân trên địa bàn tỉnh đã không ngừng phát huy tinh thần, dám nghĩ, dám làm, cần cù chịu khó, đóng góp sức mình để phát triển kinh tế gia đình và từng bước xây dựng địa phương giàu mạnh. Cái 200 nghèo đó, không có gì, đi xe đạp, 200 đi xe đạp đi bán cái số không? Sau này mới là 200 mới đi nghỉ, mình mới nghỉ đi bán số rồi mình mới đi làm cầu đường rồi làm được 3 năm á. 3 năm cái vay cho gì cái đầu lấy số tiền đó mua ở đâu 10 con dê gì nuôi, chăn nuôi rồi sau này nhà nước thấy vậy cho 5 con dê nữa. Hiện tại giờ nhà có được 18 con dê. Bên cạnh việc giúp vốn sản xuất cho các hội viên, Hội Nông dân tỉnh còn phối hợp với các ngành chức năng, các công ty phân bón, công ty thức ăn gia súc, tổ chức hơn 1.700 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, thu hút trên 107.000 lượt hội viên nông dân tham gia. Xây dựng 4 mô hình điểm về sản xuất nông sản theo hướng an toàn, gắn với phát triển du lịch. Hội cũng kịp thời triển khai đến hội viên về chương trình dạy nghề, chương trình cung ứng phân bón trả chậm, cây con giống cho hội viên nông dân. Đến nay, các cấp hội đã cung cấp gần 95 tấn phân bón theo hình thức trả chậm cho hội viên nông dân. Hội Nông dân tỉnh còn hỗ trợ hội viên, nông dân, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm thông qua việc tổ chức tham gia các gian hàng tại các hội chợ, công thương, từ đó giới thiệu quảng bá những sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh, kết nối giao thương, tìm kiếm thị trường tiêu thụ, nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh và khả năng cạnh tranh trên thị trường. Qua đó đã giúp cho 1.489 hộ thoát nghèo và từng bước tạo lập kinh tế ổn định. Vừa qua thì cũng được các nông dân huyện cũng quan tâm, rồi cũng chính quyền địa phương cũng quan tâm, cũng cho đi tham quan tập học hỏi ở dưới Long An, nhà máy nhà đam á, cũng triển khai mô hình này. Thì về bắt đầu tiến hành bắt đầu lấy nước ngầm, rồi thực hiện theo cái hướng dẫn của kỹ thuật. Hàng năm như bắp lúa mì mà hơn nữa là cái giá cả nó bấp bênh, nó không có, nói chung được giá mất mùa mà, được mùa thì mất giá. Còn cái nhà đam này thì mình ký hợp đồng với công ty, trong đó thì có hội nông dân huyện cũng quan tâm, với ban huyện cũng quan tâm, thì nó thấy cái mô hình này thấy nó cũng là bền vững. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, các cấp hội nông dân phát động hội viên đẩy mạnh phong trào thi đua nông dân xây dựng nông thôn mới, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, quỹ vì người nghèo, vì con em nông dân nghèo hiếu học. Trong phong trào tham gia xây dựng nông thôn mới, các cấp hội đã tuyên truyền vận động hội viên nông dân đóng góp hơn 2,2 tỷ đồng. Với hơn 7.200 ngày công lao động, làm mới và tu sửa hơn 45 km đường giao thông nông thôn, nạo vét sửa chữa gần 18 km kênh mương nội đồng, 45 cầu cống sửa chữa và nâng cấp hơn 5,3 km đường điện, hiến gần 900 m2 đất xây dựng công trình công cộng theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Cùng với đó, các hội viên nông dân tích cực tham gia cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thực hiện quy ước, hương ước, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Hàng năm, có trên 90% hộ nông dân đạt danh hiệu gia đình nông dân văn hóa. Trong 3 năm qua,
các cấp hội nông dân trong tỉnh luôn hoàn thành các cái chỉ tiêu nhiệm vụ của trên giao, thì gắn với nội dung phương hướng hoạt động của hội thì công tác tuyên truyền vận động hội viên nông dân thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, rồi gắn với các cái dịch vụ dạy nghề hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, từ đó có nhiều hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, góp phần thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra. Đẩy mạnh phong trào lao động sản xuất kinh doanh giỏi, xây dựng nông thôn mới, thực hiện có hiệu quả chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với thực hiện các phong trào thi đua do Trung ương, tỉnh hội phát động là nhiệm vụ trọng tâm mà các cấp hội nông dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Hội cũng đặc biệt chú trọng việc phối hợp với chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội và nguồn vốn của Quỹ hỗ trợ nông dân giúp 100% hội viên được vay vốn sử dụng có hiệu quả đồng vốn được vay. Tăng hộ khá giàu, giảm hộ nghèo, kiềm chế không để hộ tái nghèo. Kết quả đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh mà các cấp hội nông dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đạt được đã khẳng định. Việc làm theo Bác trở thành động lực, tác động sâu rộng vào cách nghĩ, cách làm của tổ chức hội nông dân và bản thân người nông dân. Góp phần gắn kết hội viên nông dân với nhau để cùng giảm nghèo, làm giàu cho gia đình, cùng thực hiện tiến trình xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội địa phương. Thưa quý vị, sinh thời Bác Hồ đã dạy, lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Thấm nhuần tư tưởng của người. Hơn 16 năm giữ vai trò trưởng ban công tác mặt trận, tổ phó tổ dân vận ấp 6 xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ. Ông Đặng Đình sớm luôn tâm niệm để làm tốt công tác dân vận, phải dựa vào dân, để người dân hiểu và đồng tình hưởng ứng. Tuổi đã cao nhưng ông Đặng Đình Sớm vẫn luôn nhiệt tình với công việc ở bàn ấp, học Bác ở tinh thần trách nhiệm, hết lòng phục vụ nhân dân. 16 năm qua, ông đã phối hợp chặt chẽ với các chi hội, các đoàn thể trong ấp, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao, tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Với bản thân thì tôi luôn luôn coi như là tâm đắc và coi như thực hiện học tập về cái tấm gương đạo đức tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo đúng nghị quyết của Bộ Chính trị. Từ những lời nói, từng những việc làm và những hành động của mình với một cái cán bộ coi như ở một cái địa phương nhỏ nhất ở cơ sở thì tôi cũng đã tham gia và coi như làm đầy đủ và luôn luôn dẫn đầu trong các mọi phong trào khối đoàn thể để xây dựng một cái địa phương vững mạnh và cũng luôn luôn là đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội, đấu tranh phòng chống tham nhũng, cửa quyền, hách dịch ở trên cái địa phương của chúng tôi. Tiên phong gương mẫu, ông Sớm cùng ban điều hành ấp 6 đã thúc đẩy các phong trào thi đua, cuộc vận động phát triển mạnh mẽ và đạt hiệu quả cao. Trong đó có cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Đến nay, ấp 6 luôn giữ vững danh hiệu ấp văn hóa. Có trên 98% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. An ninh trật tự ổn định, số hộ nghèo giảm đi đáng kể. Chính vì vậy, ấp 6 luôn là đơn vị điển hình về mọi mặt, được Đảng ủy biểu dương, khen thưởng. Ngoài việc vận động cộng đồng dân cư thực hiện tốt và duy trì các danh hiệu gia đình văn hóa và ấp văn hóa, ông Sớm còn cùng các ban ngành và tổ dân vận ấp 6 vận động nhân dân hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới. Cùng với địa phương, chung tay xây dựng xã Tóc Tiên đạt chuẩn nông thôn mới. Phải nói là ông Sớm là một người rất là tích cực. Cái thứ nhất là cái tinh thần làm chủ rất cao. Nói chung là cái công việc của thôn ấp là ông là một trong những người gương mẫu. Ví dụ như tất cả mọi vấn đề, cho nên cái bọn tội phạm nó chúng tôi thường nói là ông Sớm giống như một khắc tinh của bọn tội phạm. Mà nói chung tinh thần trách nhiệm của ông Sớm rất cao. Bà con được bà con nhân dân ở trong tổ dân cư số 2 cũng nói riêng cũng như là ấp 6 nói chung cũng quý mến và cái tinh thần trách nhiệm rất cao. Đây là tuyến đường thuộc tổ 2 ấp 6 xã Tóc Tiên. Trước đây, tuyến đường đất nhỏ hẹp, mỗi khi mưa xuống thoát nước chậm, gây lầy lội, làm ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân trong tổ. Trước thực trạng này, bám sát các tiêu chí nông thôn mới, ban ấp và tổ dân vận ấp 6 xác định phải sửa chữa, mở rộng nâng cấp tuyến đường, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con đi lại, đặc biệt là vào mùa mưa. Trên tinh thần đó, với vai trò trưởng ban công tác mặt trận, tổ phó tổ dân vận, ông Sớm đã vận động mạnh thường quân hỗ trợ xi măng, cát đá với kinh phí gần 30 triệu đồng.
đồng thời vận động nhân dân hiến đất, ngày công để bê tông hóa và lắp đặt hệ thống chiếu sáng cho tuyến đường. Sớm thì cũng từ một người lính, từ quân nhân về, bây giờ về với đời thường ấy, thì là anh hoạt động rất tích cực, anh đi sâu đi sát với lại bà con có cái gì khó khăn thì là anh ấy sẽ giúp đỡ, tư vấn, cũng như là có những cái thắc mắc, cũng như các cái gì cần giải quyết, cần sự giúp đỡ của tiếng nói của bà con chuyển đến với lại các cơ quan chính quyền cũng như xã huyện các thứ thì anh ấy rất nhiệt tình. Nếu như trước đây tình hình an ninh trật tự tại địa bàn ấp không được đảm bảo, nhất là tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đánh nhau, trộm cắp, cờ bạc, đá gà, vi phạm giao thông ở địa phương diễn ra hết sức phức tạp, ông sớm đã tích cực vận động bà con trong ấp tham gia mô hình bảo vệ an ninh trật tự, phòng ngừa, tố giác các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Đến nay, ấp 6 là một trong những ấp tình hình an ninh trật tự được đảm bảo. Ông Đặng Đình Sớm là trưởng ban công tác mặt trận của ấp và cũng đồng thời là tổ phó tổ dân vận. Thì ông ấy rất là tích cực, ông là người như vậy là rất là nhiệt tình, năng nổ và như vậy là xông xáo trong mọi công việc và cùng với tổ là đi vận động các cái cơ quan xí nghiệp rồi đi vận động nhân dân để hưởng ứng thực hiện cái các cái mô hình đó. Từ đó cho nên là ấp chúng tôi như vậy là cũng là cái ấp như vậy là trong cái xã là thực hiện và duy trì được cái mô hình là tốt nhất. Ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng, nhưng ông Sớm vẫn vui vẻ cho rằng công việc này đã trở nên gắn bó với ông. Và khi còn sức khỏe, ông còn cống hiến cho công việc, cho bình yên, hạnh phúc của nhân dân trong ấp. Quý vị vừa theo dõi chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chương trình xin tạm dừng tại đây. Thân ái chào tạm biệt quý vị.